Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc cuộc kiểm tra lần này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết tính đến nay trên địa bàn đã có 1.312 trường hợp F0 trên 47.000 dân, chiếm khoảng 2,7% tổng dân số. Về công tác phân vùng, hiện phường có 48 vùng đỏ, 42 vùng xanh, các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Về công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư, đại diện địa phương cho biết phường đã tổ chức 5 đội lấy mẫu xét nghiệm lưu động. Mỗi đội có khoảng 5 thành viên. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đến tận nhà dân ở phường 5, quận 8 thị sát công tác phòng chống dịch và động viên tinh thần, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Mỗi ngày các đội xét nghiệm lưu động sẽ đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm tại nhà, trong trường hợp có kết quả dương tính sẽ được phát thuốc, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe hàng ngày tại nhà. Tại các điểm kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ cũng như ngành y tế rất quyết liệt trong cuộc chiến với dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung, đồng thời cũng chăm lo tốt nhất cho đời sống và sức khỏe nhân dân. Vậy nên cần phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt chính quyền cơ sở phải thật sự bám sát từng tổ dân phố, từng ngõ ngách, từng người để thực hiện triệt để, đảm bảo ai cũng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế động viên tinh thần của các lực lượng chống dịch và người dân, căn dặn các nhân viên y tế, mặc dù hướng dẫn người dân tự test nhanh nhưng phải kiểm soát, người dân tự theo dõi sức khỏe, nếu có vấn đề gì thì liên hệ với đội y tế phòng chống COVID-19 tại cộng đồng. Trong trường hợp nếu người dân bị ho, cán bộ y tế phát gói thuốc ngay. Các địa phương phải tập trung vào vận hành trạm y tế lưu động, đưa y tế xuống gần dân nhất. Dưới trạm y tế là các tổ đội y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi người dân. Trước sự động viên ân cần của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhiều gia đình vững tin và nêu bật quyết tâm sẽ đồng lòng cùng ngành y tế, chính quyền trong cuộc chiến chống đại dịch. Được biết trên địa bàn quận 8, trong ngày 25 tháng 8 phát hiện tổng cộng 274 trường hợp dương tính, trong đó có 209 ca được phát hiện thông qua tầm soát trong cộng đồng bệnh viện. Hiện quận có 68 khu phong tỏa với khoảng hơn 9.500 nhân khẩu. Thế nên mỗi người dân cũng như chính quyền hãy luôn ở trạng thái tinh thần phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Một tin vui cũng được lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ là từ ngày 27 tháng 8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa thuốc kháng virus Monopiravir vào cộng đồng điều trị cho F0. Monopiravir là sản phẩm được hãng dược phẩm Merck của Mỹ và công ty Rickbeck của Đức nghiên cứu phát triển, nhằm điều trị COVID-19 cho bệnh nhân từ nhẹ đến trung bình. Hiện viên nang Monopiravir 400mg do công ty liên doanh Stella Farm Việt Nam sản xuất. Stella sẽ cung cấp hơn 2,3 triệu viên để điều trị miễn phí cho 116.000 F0 tại cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế thì ngay khi thuốc kháng virus về thì các trạm y tế lưu động, tổ, đội y tế cơ sở phát các túi thuốc đến F0. Trong túi thuốc sẽ có thuốc điều trị kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng, sốt, ho, long đờm, thuốc điều trị các biến chứng đông máu, vitamin C. Đội y tế khi phát thuốc cần nhấn mạnh trong túi thuốc có thuốc điều trị kháng virus để người dân yên tâm. Để đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng, phường 5 cũng như các địa phương khác ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai rộng khắp mô hình đi chợ thay cho dân. Combo cho các lần đi chợ thay có sự thay đổi linh hoạt các mặt hàng thực phẩm. Cụ thể như combo thịt gà, cá khô, rau cải, combo sườn non, đậu phụ, trứng để người dân lựa chọn. Với các gia đình có F0 đang điều trị, theo dõi tại nhà được cấp thuốc đầy đủ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.